Mao gầm. Từ thân trong quang miệng bạn thân mến, đến giờ phút này, mình cảm thấy mình thật là chẳng biết gì cả, vì kiến thức thật là quá bao la. Những điều lâu nay cứ ngỡ là đúng, phút chốc thành không đúng, cứ như mây trời. Trong hành trình hồi phục sức khỏe, chữa lành bệnh tật, trong đó có trầm cảm, ung thư tuyến giáp, ung thư phổi, tiểu đường, có những trường hợp, sao mà hết bệnh nhanh thế, người bệnh phục hồi và tiến bộ ngoạn mục quá, lại có những bạn, sao mà gian nan và lâu dài. Ung thư, tiểu đường, lupus ban đỏ là do nhiễm độc hệ thống. Tránh nạp độc và thải độc là phương pháp chính. Vậy độc tố đến từ đâu? Té ra, độc tố nằm ngay trong miệng, đến từ miếng chám răng. Vậy nên bất cứ một ai hỏi mình đều hỏi, có miếng chám bạc không? Nếu có phải đi gỡ. Marcus Rotkain, tác giả cuốn sách Tự chữa lành, bảo, một trong những điều bắt buộc là nên gỡ miếng chám. Một, miếng chám răng độc hại vậy sao? Đầu tiên, mình hiểu một chút nha. Răng bị, mình đến phòng khám nha. Chám răng, có nhiều vật liệu để chám, trong đó có một loại có màu bạc, vật liệu là ở mao gầm. Ở mao gầm chứa 50% là thủy ngân, chất độc bảng A, nằm trong khoang miệng, gần não, tuyến giáp và tự giải phóng thủy ngân vào máu 24/24 giờ. Việc đánh răng, nhai, nghiền thức ăn làm tăng giải phóng thủy ngân vào máu lên 40-50 lần. Nghiên cứu, nhiễm độc thủy ngân từ chất chám răng gây bệnh ung thư, Alzheimer và các bệnh lý thần kinh khác. Nghiên cứu, phụ nữ mang thai có miếng chám răng ăn man gấm thì đứa bé nhiễm trực tiếp thủy ngân từ lúc thụ thai, suốt 9 tháng mang thai và trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ, gây bệnh tự kỷ cho bé. Thống kê cho thấy, các bác sĩ nha khoa, người tiếp xúc với thủy ngân từ vật liệu chám, cùng các hóa chất khác trong phòng khám nha, có tỷ lệ mắc các bệnh lý về thần kinh, trầm cảm, hôn nhân không hạnh phúc rất cao. 2. Ở mao gầm độc hại, tin được không? Được chứ. Từ năm 2008 đến nay, lần lượt các quốc gia trên thế giới đã ngưng sử dụng ở mao gầm trong nha khoa. Việt Nam cũng có chính sách ngưng sử dụng hoàn toàn vào năm 2020. 3. Tại sao cần tháo, gỡ miếng chám ở mao gầm? Như mình đã ghi ở trên, miếng chám ở mao gầm tồn tại trong khoang miệng, giải phóng thủy ngân vào máu, tiêu diệt hệ vi sinh vật đường tiêu hóa, suy giảm miễn dịch, nhiễm nấm candida, nhiễm độc hệ thần kinh và gây bệnh ung thư, chưa kể khả năng truyền từ mẹ sang con và gia tăng nguy cơ mắc bệnh tự kỷ. Ở mao gầm độc đến nỗi, Tổ chức về răng miệng thế giới đã ra khuyến cáo gồm rất nhiều điều kiện, yêu cầu bắt buộc để bảo vệ cho cả bệnh nhân lẫn bác sĩ nha khoa. Khi thực hiện việc tháo gỡ miếng chám, và có hẳn những khóa học chuyên sâu để đào tạo bác sĩ nha khoa học sâu về mảng gỡ và thay thế miếng chám ở mao gầm này. 4. Bác sĩ nha khoa ở Việt Nam có biết điều này không? Bác sĩ nha khoa ở Việt Nam hầu hết không biết về những kiến thức ở trên, vì chúng không được dạy ở trường y và cũng đi ngược lại với kiến thức ở trường y. Tại sao mình biết? Vì mình đã có may mắn học qua một ít về nha khoa, chuyên ngành mình là bác sĩ đa khoa. Mình có khá là nhiều bạn bè là bác sĩ nha khoa, và mình đã từng đến phòng khám nha nhiều lần để thăm khám răng. Ở phòng khám nha khoa Việt Nam, mình tiếp xúc với rất nhiều hóa chất, xúc miệng với nước có flo độc hại, được khuyên đánh răng với kem đánh răng flo độc hại, chám răng, cạo vôi. Những điều này là thông thường ở phòng khám nha ở Việt Nam. Song, trong cuốn sách chăm sóc răng miệng toàn diện và nhiều bác sĩ răng hàm mặt nổi tiếng trên thế giới, hay cuốn ung thư sự thật hư cấu và gian lận đều bảo, chúng là độc hại. 5. Tại sao mình viết những điều này? Mình có may mắn là tuy mình đã chám răng, nhưng không chám bằng miếng chám ở mao gầm, chỉ chám bằng composite. Song, khi đọc cuốn sách ung thư, cuốn chăm sóc răng miệng toàn diện, cuốn tự chữa lành, mình cảm thấy vừa sửng sốt, vừa thú vị và vừa muốn viết, muốn nói ra, vì những gì mình đọc phù hợp với những gì mình quan sát từ bản thân, bạn mình và người thân, những bạn mà mình gặp gỡ và giúp đỡ phục hồi sức khỏe. Mình may mắn là đã học y và bạn mình là bác sĩ nha khoa. Khi mình đọc những khuyến cáo của IAOMT về việc tháo gỡ miếng chám đạt chuẩn an toàn cho sức khỏe của bác sĩ và bệnh nhân ra sao, so sánh với tình trạng hiện tại ở Việt Nam, bác sĩ Việt Nam đang đối mặt với những nguy hại như thế nào, mình cảm thấy mình cần lên tiếng và đưa ra giải pháp tối ưu cho cả hai bên. Bệnh nhân vừa được tháo miếng chám an toàn, bác sĩ vừa bảo vệ được cho mình. 6. Vậy nên mình viết về miếng chám ở mao gầm trước. Nội dung tiết về mức độ độc hại của ở mao gầm và hiện trạng nha khoa Việt Nam so với nha khoa thế giới. Xin bạn tải cuốn sách chăm sóc răng miệng toàn diện ở phần 123 album ung thư con đường đi tìm sự sống.
đọc ngay và luôn, chỉ trong một ngày. Nội dung cụ thể về tiêu chuẩn, khuyến cáo cho phương pháp gỡ miếng chám và địa chỉ cụ thể, xin theo dõi ở phần tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Ha ha ha, 问什么的说呵。